Game này chơi như thế nào đây? Tôi có thử qua một vài lần rồi nó chẳng có nút bấm gì cả. Cảm ơn. Mày nói nhiều quá. Cái này là reboot gì đây? Ok, và chúng ta đang có mặt tại đêm 2 ở cái chỗ này, và Quách xin lại có cái chấm đỏ đây. Ủa nó này cô đẹp sao lại ơ đó là con mắt của con Spring Chap à, phải không đây? Cút, tại sao mày lại ở đây? Cút nhanh lên. Đúng mà, hồi nãy là con mắt của nó. À đây kìa, nó kìa, con Spring Chap kìa. Đêm 2 mới thấy à. Ôi, ơ mày, game này đơn giản nhờ. Game này đơn giản hóa điều. Cái đéo gì đây? Sao mình lại thở? Ui gì? Là thất lồn nào mày vào đây? Đừng vào đây. Cứ đứng đó nhìn đi. Thất lồn nào mày lại vào đây được? Đừng nhìn tao như thế. Cút. Cút. Nhanh lên. Cứ nhìn bố mày. Cứ nhìn bố mày thế à? Hả? Nó cứ nhìn mình, nó đéo làm gì mình đâu. Con này trong kê bả liều. Nhìn nó kìa. What the fuck? Cái lồn gì đấy, 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 cái lồn gì đấ